Chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MCNA Chuyện audio tiên hiệp Đây là tập 310 của truyện thiên đạo đồ thư quán Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh Cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA Cũng như để lại bình luận, like và share video Để ủng hộ cho mình nhé chương 3692, 3693, Thiên đạo khóa kiếm ý. Đây là kiếm ý nghiền ép sao? Cô nén thương thế trên người, Hạ Nham đứng dậy. Thân là thiên tài kiếm đạo, đệ tử hạch tâm nhất của Lăng Vân Kiếm Các, lập tức rõ ràng, đây chính là sự nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được kiếm ý, lại bị người ta toàn phương vị nghiền ép, mới xuất hiện ra tình huống như vậy hắn tù luyện chính là kiếm ý vô thượng của kiếm các mà. Lại bị người ta, nghiền ép lại, vậy đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Liên, là ngươi sao? Hạ nhàm sầm mặt. Lần này đệ tử hạch tâm tới đây khảo hạch, chỉ có mối hắn và Diệp Liên. Vậy không lẽ đối phương tù luyện kiếm ý lợi hại gì đó, lại khiến cho bản thân mình kém xa tít tắp? Vội vã trông qua, chỉ thấy kiếm ý ở căn phòng cách đó không xa, nhận được lấy áp bức, nằm ngang giữa không trùng, mềm như con rắn, động cũng lại chẳng dám động. Không phải là ta, ta cũng lại chịu đựng không được. Âm thanh vẫn còn chưa kết thúc, Diệp Liên phun ra một ngụm máu tươi, kiếm ý đầy trời lập tức tán loạn. Khuôn mặt của Hạ Nham trắng bệch, thân thể run rẩy. Kiếm ý chính là một loại ý cảnh, có người lĩnh ngộ thấp, tự nhiên có người lĩnh ngộ cao. Đương nhiên, đó chỉ là một sự ví von, kiếm ý chân chính giống như là huyết mạch của thánh thú thấy gặp được cao sẽ tự động cảm thấy sợ hãi. Huyết mạch áp chế thì đánh thế nào được? Hắn cùng với Diệp Liên, thân là người nổi bật nhất của kiếm các, lại là có người thi triển ra kiếm ý, tùy tiện nghiền ép bọn họ một chút lực lượng phản kháng mà cũng không có. Vậy đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Người nào nắm giữ cái loại năng lực như vậy? Ta không tin lại có người có thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Hạ nhằm cắn chặt răng một cái, lần nữa gào lên kiếm ý trong cơ thể lần nữa tuôn ra. Lần này vẫn còn chưa hình thành bạch mang, liền cảm thấy có một thanh cự kiếm vắt ngang ở trong ốc. Chỉ cần đàm phán, phản kháng sẽ lập tức đánh xuống, để cho hắn chết không có chỗ chôn Trên đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh, hạ nham không dám tiếp tục động đậy nữa. Cho tới giờ khắc này, giữa cuộc đã minh bạch, hắn lĩnh ngộ ra một chút kiếm ý đó cùng với đối phương tỷ thí, quả thực chính là anh nến so với hạo nhật. Không ở chung một khái niệm, cưỡng ép so sánh mà nói chỉ biết tự rước lên nhục thôi từ khi nào kiếm các lại toát ra một vị cường giả siêu cấp như vậy xem như mấy cái tên quái vật trong đệ tử hạch tâm đúng là làm không được một màn đồng dạng cũng phát sinh bên trong những căn phòng khác trong nháy mắt bên trong kiếm thần đường tất cả những người tham gia khảo hạch kiếm ý đều đã bị áp bức không thể nào động đậy kêu thảm liên tục lăng vân kiếm các kiếm thư đường từng đống thư tịch bày đầy trong phòng. Vì trường lão sửa sang lại không biết bao nhiêu ngày, rốt cục đã phân loại được hoàn chỉnh. Vì trường lão vất vả rồi, như vậy khi thẩm tra đúng là thuận lợi hơn nhiều. Có một lão giả đi vào, là một vị trưởng lão khác của kiếm thư đường, Giang Nguyên. Ừ, đúng như vậy. Tất cả thư tịch của kiếm thư đường đều là kiếm ý của các đời tiền bối lưu lại. Mỗi người thiên tư khác biệt, năng lực cũng khác biệt với nhau lĩnh ngộ kiếm ý đúng là không hoàn toàn giống nhau được sửa sang phân loại lại quả nhiên rất khó vì trường lão rũi lưng một cái sau đó cười khổ cũng may mắn ta đã hoàn thành bất quá cũng chỉ là lần này nếu để cho ta sửa sang lại thêm một lần nữa đúng là không bằng giúp ta tự sát luôn đi cho xong kiếm ý phong tồn bên trong thư tịch hậu bối muốn học tập chỉ cần mở ra cẩn thận cảm ngộ liền có thể trải nghiệm lực lượng của các tiền bối Quá mức thuận tiện rồi. Tuy nhiên, kiếm ý chủng loại rất là phong phú. Không cố gắng mà phân loại. Một khi cầm nhầm rồi, dễ dàng tạo ra khí tức xâm nhập. Cuối cùng vô ích với tu vi. Ngược lại, tổn thương rất lớn. Giang Nguyên trưởng Lão nói Ngươi bây giờ phân loại cặn kẽ như thế này rồi. Hơn nữa phía trên lại còn ghi chú loại hình cùng với kiếm pháp. Hào tổn thực sự là bao nhiêu công phu. Không thể nào bỏ qua công lao của ngươi người nói đúng đó. Con mắt của ta đây sắp mù rồi. Vị trưởng lão nói. Người trước tiên nhìn xem, ta phải đi nghỉ ngơi đã. Giang Nguyên trưởng lão lên tiếng, đang muốn bàn giao một câu, đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Âm thanh thư tịch sôi trào, hai người đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy kiếm thư vừa mới chỉnh lý rất tốt. Giờ phút này, tất cả giống như nhận lấy cái gì đó chịu hoán, đồng loạt lời lửng, từng đạo kiếm ý khuấy động, tỏa ra thanh âm đao kiếm và chạm. Thân thể vì trường lão cứng đâu Cảm giác cả người thực sự là muốn khóc Ta vất vả lắm mới có thể chỉnh lý xong xuôi Các vị đại ca tỷ tỷ Các người tự nhiên lại nhảy lên để làm cái gì vậy Khiếp sợ chưa kết thúc Có rất nhiều thư tịch đồng thời hành lễ Hướng về một phương hướng bái xuống Tựa như dân thường thấy được vương giả sau khi tế bái xong, thư tịch chỉnh lý tốt lần nữa lại chất thành một đống, thậm chí ở dưới lực lượng trùng kích, giá sách cũng ngã lăn ra, cả phòng lại tràn đầy hỗn loạn. Ta thao Mặt mày tối sầm Thân thể vì trưởng lão run lên suýt chút nữa thì nhịn không được Phun ra một ngụm lão huyết Người chơi ta Ta vất vả lắm sửa sang lại Vừa mới sửa xong bây giờ ngay ngã xuống Đây Có lẽ là Có người lính ngộ ra kiếm ý cấp bậc cao hơn sao Nhưng kiếm ý phong tồn bên trong kiếm thư Tập thể lại chiều bái Giang nguyên trưởng lão phản ứng Sau đó nói ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà ngươi nghĩ mà xem, không tới sớm, không tới trễ hơn, ta vừa mới làm xong. Vì trưởng lão nắm tóc, liếc mắt nhìn một đống giá sách cùng với thư tịch lộn xộn đầy đất, Giang Huyền trưởng lão cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, nếu như không, phiền ngươi sửa sang lại lần nữa đi. Ai, thôi được rồi, ngươi vẫn là nên tự sát luôn đi cho nhanh. Lăng vần kiếm các ở trước cánh cửa khổng lồ có hai bóng người lơ lửng đứng giữa không trung. Hai lão giả thoạt nhìn hơn 50 tuổi. Vị bên trái cầm y đai ngọc, lông mi mang theo kiếm khí sắc bén, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Vị bên phải vẻ mặt mượt mà, tràn đầy nụ cười, có chút ôn hòa. Không gian thượng thương củng cố, lực lượng áp bách rất là lớn, Lục Vân Trường lão hư tiên cũng không thể nào phi hành. Hai người nhẹ nhõm huyền phù giữa không trung, thực lực mạnh mẽ có thể xưng là kinh khủng. Hà trưởng lão, người đây liên tục cảm ngộ ra hơn 30 năm, có thể nói cảm ngộ ra tiên tổ lưu lại ý kiếm rồi chứ. Lão giả vẻ mặt mượt mà cười nói. Kiếm ý của tổ tiên đâu có dễ dàng tiếp xúc như vậy đâu. Hà trưởng lão lắc đầu. Ở chỗ này quan sát chỉ là muốn mượn kiếm ý của tiền bối, áp bức tinh thần của ta, để cho ta lĩnh ngộ kiếm pháp lại càng thêm tinh thuần hơn mà thôi. Ừ, đúng như vậy. Thiên tư của tiên tổ đúng là không ai bằng. Lão giả về mặt mượt mà gật đầu, lời nói vẫn còn chưa dứt, đồng dạng sừng sốt, vội vá ngẩng đầu, sau đó nhìn lại cự kiếm trước mặt. Trường kiếm to lớn không ngừng lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà đi, cửa chính mấy vạn mét cũng có một chút chịu đựng không được. Đồng tử lập tức co rút. Chuôi cự kiếm này là tượng trưng cho Lăng Vân kiếm các, một khi sụp đổ rồi Năm đại tông môn khác khẳng định sẽ chết cười mất Đây là kiếm ý Tiên tổ lưu lại kiếm ý Hình như cảm ứng ra được điều gì rồi Hà trưởng lão cũng nhìn qua Nắm đấm siết chặt Kiếm ý tiên tổ có thể cảm ứng ra cái gì chứ Trưởng lão vẻ mặt mượt mà sừng sốt Lần nữa nhìn qua Đột nhiên thân thể cứng ngắc Nguy rồi Tiếng nói kết thúc cự kiếm trước mắt giống như là mất đi sự ủng hộ, không chịu nổi âm âm sụp đổ. Đại kiếm lớn như vậy tự nhiên không phải là thật, mà là từ nham thạch, gạch ngói, tích tụ mà thành. Sở dĩ có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, chính là bởi vì trong đó tiền tổ lưu lại kiếm ý duy trì. Giờ phút này, đạo kiếm ý đó khối động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể bay ra, tương đương với tảng đá không còn sự chống đỡ, chỗ nào còn có thể chịu đựng được. Trường kiếm sụp đổ, cánh cửa khổng lồ cũng chịu đựng không nổi sập xuống, vô số đá vụn tung bay, rơi ở trên mặt đất, đập ra vô số cái hố to. Kiếm ý mất đi ràng buộc, vèo một cái, phá không biến mất, không thấy tâm hơi. Đến tổ cung là xảy ra chuyện gì thế này? Nhìn phế tích đầy đất, cùng với khói mù tung bay, hai vị trưởng lão đồng thời muốn phát điên. Sơn môn nguy nga hùng vĩ để cho các đệ tử kiêu ngạo lại hủy đi trong chớp mắt như vậy. Ây à, Tại sao vẫn không được chứ? Cảm thụ qua tất cả kiếm ý, toàn bộ bên trong đầu vận chuyển hết một lần. Trường huyền nhìn bạch mang trước mặt, thủy chung không có vượt qua được một mét, buồn bực sắp nổ. Đệ tử của mình, tài năng và học vấn không đến một buổi tối, chỉ học được đúng một chiêu, liền đã có thể làm ra 499 mét. Vậy mà hắn, từ danh sư đại lục liền mệnh danh thiên tài kiếm đạo, đến cái chỗ này một mét không bước ra được. Ây da, mất mặt ta, à. Trường huyền đúng là buồn bực Thực sự đúng là không muốn sống nữa Thôi thì cứ như vậy đi Trường huyền bất đắc dĩ Vừa định thu kiếm mang về Còn mắt đột nhiên lại hoa một cái Có một vật gì đó bắn vào trong óc Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách tinh thần của hắn Ngay lúc này Trong thư viện bay ra một bản thư tịch Đồ vật sông tới bị bắt lại trong đó ừ. Thiên đạo tri thư của ta mắt tối sầm trường huyền xém một chút nữa thì ngất quyển sách này chính là thu thiện hiểu thiên mới có được xem như là chỗ dựa cùng với át chủ bài lớn nhất vì khôi phục lại thường thế tình nguyện đi đánh thi đấu công khai uống nước hồ lô tắm cũng lại không muốn dùng nó giờ phút này thế mà đột nhiên chạy tới nhốt cái thứ gì đó lãng phí hết cả cuộc đời ta một hồi đau lòng kịch liệt suýt một chút nữa thì ngừng hô hấp người lại hố người rồi vốn lại còn nghĩ có thông thần ngọc phù của lăng vân kiếm các hào hào dạy dỗ tông chủ và trường lão một chút không còn thiên đạo chi thư bạo dạn ra tay như vậy đoán chừng không cách nào có thể đi gặp mặt trời ngày mai dù rằng thông thần ngọc phù có thể che giấu được thân phận nhưng mà đây chính là mạng máy tính cục bộ quản trị mạng muốn kiểm tra ra ai đây có lẽ quá dễ rồi Rốt cục là cái thứ đồ gì lãng phí bảo bối của ta tức nghiến rằng nghiến lợi Trương Huyền lại không để ý tới tiếp tục kiểm tra chiều dài của kiếm ý, hắn vội vã thu kiếm khí về. Tinh thần khẽ động, mở ra Thiên Đạo chi thư. Chỉ thấy bên trong thư tịch có một đạo kiếm ý tinh thuần không ngừng dạo chơi, giống như là kim ngư đi vào bên trong vại cá. Hử? Ừ. Chỉ là cái thứ của nợ này. Tâm Trương Huyền đau nhức, suy nghĩ nửa ngày trời, một mét cũng lại không đi được, liền đủ tâm tắc rồi, còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại lãng phí ở trên cái này đạo kiếm ý này cũng bên trong cự kiếm kia ẩn chứa hơi có một chút tương tự á. À? Tràn đầy buồn bực, trương huyền nhìn thật kỹ, hắn phát hiện ra thứ này có cảm giác đã từng quen biết. Vừa định đưa ngón tay tới, cảm ngộ thoáng qua một cái, liền nghe bên ngoài cửa có một tiếng gõ cửa rồn rập. trương huyền tiểu huynh đệ, Người không sao chứ? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng không ngừng lay động, hình như bản thân không có ra ngoài. Lục vân Trường lão cùng với thiện hiểu thiên sẽ xông tới À ta không sao Thấy bọn họ gấp gáp như vậy Trường huyền đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát nhấc chân đi ra bên ngoài Hết trường Trường 3694-3695 Thời điểm người khảo hạch có kiếm mở cửa phòng lập tức nhìn thấy lục vân trường lão cùng với thiện hiểu thiên tràn đầy khẩn trương nhìn tới làm sao vậy thấy bộ dạng của bọn họ trường huyền nhíu mày không phải là khảo nghiệm một lát thôi sao tại sao tự nhiên lại khẩn trương như vậy người không có bị thương chứ thấy hắn bình yên vô sự lục vân trường lão thở ra một hơi tràn đầy nghi ngờ bị thương trương huyền yên lặng kiểm tra kiếm ý lại còn có thể bị thương sao? Vậy không lẽ kiểm tra kiếm ý còn có kỹ xảo gì đó mà khiến cho người bị thương? Không bị thương thì làm không xa sao? Không phải đâu. Ngươi nhìn đi. Thấy lão sư của mình cứ ngỡ ngỡ ngàng ngàng, thiện hiểu thiên gãi đầu gãi tai lại chỉ quanh tứ phía. Trương Huyền quay đầu nhìn qua. Sau khi xem xét, hắn không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy giàn phòng kiểm tra bốn phía, mỗi một tu luyện giả đi ra đều hộc máu, khuôn mặt trắng bệch, cứ giống như là tinh khí thần đã bị nghiền ép. Trường Huyền lại ngơ ra. Kiểm tra kiếm ý, lại phải khóa trường như vậy sao? Vừa rồi, hình như người lại không có học máu mà. Trường Huyền nhìn không được nhìn qua. Thời điểm thiện hiểu thiên khảo nghiệm đâu có học máu, tại sao bao nhiêu người ở đây lại bị? Không phải là nguyên nhân khảo nghiệm, mà vừa rồi, thời điểm khảo nghiệm, đột nhiên lại xuất hiện một đạo kiếm ý cực kỳ cường đại. Những người khác bởi vì quá yếu, nhận lấy áp chế mới xuất hiện cái loại tình huống này đó. Lục vân trưởng lão nói, hắn đây thân là trưởng lão ngoại môn, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ rất lớn, biết cũng lại nhiều. Dù không tiến vào bên trong khảo nghiệm, nhưng mà cô kiếm ý đó rất mạnh, vẫn rõ ràng là cảm nhận ra được. Cũng giống như giao lòng quá tháo chúng sinh, ở đây rất nhiều đệ tử lĩnh ngộ ra kiếm ý như vậy. Ở trong mắt đối phương cũng giống như là sâu kiến, Kiếm ý mạnh mẽ, vậy không lẽ có thể đi đến các bậc kiếm thần sao? Trường huyền sững sờ, lại nhịn không được nhìn tới. Đâu chỉ là như vậy chứ, đáng sợ có thể đi đến 10 dặm đó. Lục Vân Trường Lão gật đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua thập lý kiếm thần, nhưng mà lịch sử tông môn ghi chép lợi hại nhất chính là trị số như vậy. Vừa rồi, cảm giác áp bách, một đạo kiếm ý khiêu chiến tất cả mọi người, không người nào có thể chống lại được có thể đủ chứng minh sự mạnh mẽ. Đoán chừng cho dù không phải là thập lý kiếm thần thì cũng lại chẳng thua kém. Còn cao hơn, ai da, nghĩ mà cũng lại chẳng dám nghĩ. Dù sao, Lăng Vân kiếm các mấy ngàn năm lịch sử, vượt qua cái cấp bậc này, một vị cũng lại không từng xuất hiện qua. Thập lý kiếm thần Trường huyền líu lưỡi, trong mắt thả ra tinh quang. Vậy, trưởng lão người có biết đó là vị nào không? Hắn đây, ngay cả một mét mà cũng không đạt tới, nhưng mà đối phương vẫn có thể để cho kiếm ý của mình đi đến 10 dặm, thực lực của hắn tại sao lại mạnh mẽ xưng là kinh khủng như vậy? Loại nhân vật này nhất định phải nhìn qua một lần. Trước đó lại còn nghĩ dựa vào hắn cùng cấp bậc là vô địch, đi vào bên trong thông thần điện liền lập tức quét ngang, tới cái ngoại hiệu Hoành tảo thiên nhai, hiện tại xem ra sự là không dễ dàng như vậy. Thập lý kiếm thần a. À? đây chính là tuyệt thế thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. coi như chính mình gặp được thập lý kiếm thần, đoán chừng chắc là phải quỳ rồi. ta không biết nữa. lục vân trưởng lão lắc đầu. kiểm tra kiếm ý, trừ khi tận mắt trông thấy cầm ra được ngọc bài, cũng chỉ có thể mau chóng mới có thể nhìn thấy thành tích của từng người mà thôi. nhưng người ngoài đâu có khả năng biết được. mà phải rồi, vừa rồi ngươi kiểm tra, thành tích của ngươi là bao nhiêu? nhìn không được hắn nhìn qua hắn đối với trương huyền đây có một chút tò mò thiện hiểu thiên đối với hắn nói gì nghe nấy coi như hai người này là bạn tốt cũng không thể nào đến mức độ nghe lời như vậy mấu chốt nhất là tào thành lập cùng với dịch lão vô cùng tôn trọng hắn nhưng chỉ bất quá trương huyền vẫn luôn rất biết điều hỏi mánh khóe cũng lại tìm hiểu không ra làm việc lại có đôi lúc mơ hồ hình như đối với đại lục này không ít chuyện là hoàn toàn không biết gì đúng là không muốn hỏi tới nữa Lần này nhất định muốn tới kiểm tra Hắn là cũng mang theo tâm tư khảo nghiệm mới đáp ứng Nếu như không Người người lại đều muốn tới kiểm tra Xem như trường lão ngoại môn như hắn Cũng chỉ không thể nào có nổi tiền Tốn bao nhiêu tinh lực à Ta Ta Mặt trương huyền thoáng cái xanh này <laughs> Không đề cập tới việc này Chúng ta vẫn là bạn bè Người không nói Ta nhìn một chút là biết ngay thấy hắn chắc là không muốn nói lục vân trường lão lắc đầu đẩy cửa đi vào một lát sau hắn cầm một cái ngọc bài đi ra phía trên viết thành tích của đối phương vừa khảo nghiệm mỉm cười cúi đầu nhìn lại liếc mắt trông khóe miệng co giật ha, ha, hai thước năm người không tới một mét sao lục vân trưởng lão xấu hổ khó trách đối phương không có mở lời thành tích này quả thực nói không nên lời là phải rồi Thiện hiểu thiên liếc mắt nhìn, lần nữa lại nhìn về phía lão sư, ý không phục lại càng đậm. Hài da, lão sư của ta một mực nói là mình sẽ khiêm tốn, vốn lại còn cho rằng hắn là ngoài miệng nói chơi thôi, nhìn thấy bây giờ mới hiểu, thực sự là quá khiêm tốn à. Tùy ý truyền thụ bản thân mình kiếm pháp cũng có thể làm ra đến 499 mét, bản thân hắn đi lên ngay cả một mét mà cũng không tới. Cái này cần phải có trái tim mạnh mẽ bao nhiêu, phẩm chất cao thượng lớn cỡ nào, không quan tâm đến danh dự cỡ nào, Lão sư chính là lão sư Không hề sốc nổi giống như mình Bản thân rõ ràng không làm được Ngược lại lại còn già vờ già vịt Đúng là thực sự ngượng ngùng quá à. Thấy cái tên này lấy ra ngọc bài Ngay ở trước mặt đồ đệ bêu xấu Trường huyền hận không thể nào đập đầu mà chết Danh sư đại lục thu đồ đệ nhiều như thế này Cũng lại không có mất mặt qua như vậy Được rồi Trở về đi Lục vân trưởng lão đánh vỡ sự xấu hổ Vừa rồi nhìn thấy rất nhiều người hộc máu, chỉ mỗi vị này mà không có việc gì. Thế mà còn nghĩ có phải là hắn chính là vị thập lý kiếm thần kia hay không? Nhìn thấy ghi chép trên ngọc bài, hắn mới hiểu ra. Ai, đúng là cả nghĩ. Ngay cả một mét mà cũng bước không tới, tương đương với việc không có gì. Không có kiếm ý, tự nhiên không cảm ứng ra được đối phương mạnh mẽ, sẽ không bị thương là phải rồi. Còn đến cùng ai là kiếm thần, hắn chỉ là trưởng lão ngoại môn, cấp độ quá cao đã tiếp xúc không tới, Chả hỏi thế nào Tự nhiên có cao tầng tông môn quyết định cho hắn Lần nữa trở lại chỗ ở Lục vân trưởng lão xoay người cáo từ Thiện hiểu thiên khảo hạch xong Hắn vẫn còn muốn mang theo ngọc bài đi trưởng lão hội Hỗ trợ xin lệnh bài đệ tử nội môn Mới nhập môn có thể kiếm ý Lan ra đến 499 mét Tông môn ban thưởng chắc chắn có thể tưởng tượng ra được Có lẽ nhờ vào đó Đột phá rằng buộc bây giờ Tân cấp thực lực cao hơn Từ đó trở thành trưởng lão nội môn ngồi thánh thú phi hành một đường bay rất nhanh, thời gian không dài, đi tới trường lão điện. Vẫn còn chưa đến trước mặt, liền thấy mấy vị trường lão quen thuộc, tất cả gấp gáp chạy tới. Mấy vị này đều là trường lão nội môn. Từng cùng với hắn là bạn, chỉ là bất quá đột phá đạo tràng ràng buộc đó, tần cấp thực lực cao hơn hắn, tiếp xúc đã là càng ngày càng ít. Mộc trường lão, người gấp gáp như vậy để làm gì? Ở chỗ này xảy ra chuyện gì sao? Nhìn ai ai cũng vội vã, về mặt thì lo lắng. Lục vân trưởng lão nhịn không được ngăn lại một người. Mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà người không biết gì sao? Mộc trưởng lão là một lão nhân hơi khô gầy, dâu màu xanh, mặc trường bào màu xám nhạt. ai à, thì cũng đúng thôi. Ngươi chỉ là trưởng lão ngoại môn. Đúng là không có tư cách tham gia hội nghị trưởng lão. Ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Lục vân trưởng lão xấu hổ. Người không có nên tức giận Người cũng biết đó Ta nói chuyện từ trước tới nay Luôn luôn thẳng thừng như vậy Có cái gì ta sẽ nói cái đó Một trường lão mặt lại không hề cảm xúc Đại trường lão Hà Thiên Người nghe nói qua rồi chứ Ta nghe rồi Lục vân trường lão gật đầu Hà Thiên trường lão chính là hạch tâm lớn nhất của tông môn Hơn nữa còn là đại trường lão Thời điểm tông chủ không ở tông môn Nắm giữ quyền xử lý mọi chuyện không biết cũng lại không có quan hệ gì Ngươi không cần xấu hổ đâu Dù sao thân phận của ngươi bày biện ở nơi đó Không cần thiết cứng rắn chống đỡ Mộc trường lão nói tiếp <laughs> Mộc trường lão người vẫn nói chuyện của Hà Thiên trường lão gì đây Biết cái vị bằng hữu này nói chuyện Rất là hay làm nhảm Thực sự không có ác ý gì đâu Nhưng mà lục vân trường lão vội vã cắt đứt hắn À là thế này Hà trường lão vừa mới đưa tin nói là sơn môn cùng với cự kiếm sập rồi. Một trường lão gật đầu. Người cấp bậc quá thấp, không có tư cách đạt được thông báo. Người, người nói sao? Sơn môn sập rồi. Phía sau đối phương nói, Lục Vân trường lão không hề nghe tiếp mà mở to hai mắt ra mà nhìn. Sơn môn cùng với cự kiếm chính là tượng trưng của Lăng Vân Kiếm Các, đại biểu cho Lăng Ân Chi Trí, thẳng phá cửu thiên. Thế mà sập, đối với uy nghiêm của tông môn sẽ là một sự tổn thương cực kỳ lớn. Vậy tại sao lại sập chứ? Cắt đứt lời đối phương làm nhảm, vội vã nhìn qua. Ta cũng làm sao mà biết được, vừa rồi có một cố kiếm ý cường đại vô song đột nhiên lại xuất hiện. Người chắc là cũng phải cảm nhận ra, hình như cái đạo kiếm ý này trao đổi với kiếm ý trong cửa kiếm, vì vậy dẫn tới sụp đổ đó. Một trường lão cũng lại không hiểu ra sao, lắc đầu Thôi được rồi, không nói cái chuyện này nữa. Hiện tại, ta phải đi tham gia trường lão hội đây. Không cùng với người nói chuyện được. Nói xong, đầu cũng lại không thèm quay. Thời gian nháy mắt, biến mất luôn tại chỗ. Ai, à, cái tên này vẫn y như là trước kia. Một chút không thay đổi. Lục vần trường lão bất đắc dĩ. Cái tên này bởi vì miệng tiện, đắc tội không ít người. Không nghĩ tới bao nhiêu năm trời không thấy, hắn vẫn giống y như là trước kia. Nói chuyện không lọt tai. Bớt quá trải qua miệng của hắn nói Cũng đã biết được sơn môn sập Cái tin tức này nghe rợn hết tóc gáy Kiếm ý sao Vậy không lẽ là Vị thập lý kiếm thần vừa rồi Trong lòng hơi động Cố kiếm ý đó Chính hắn rõ ràng cảm nhận ra được Biết là bất phàm Thực sự không nghĩ đến bất phàm như thế nào Ngay cả kiếm ý khóa lại bên trong cự kiếm Vẫn có thể câu thông sao Vậy đến tổ cùng là ai Các trưởng lão đều đang họp Bây giờ ta đi qua báo với đệ tử nội môn khảo hạch Có thể không thích hợp quá hay không Tất cả mọi người thảo luận việc lớn Còn hắn là một trưởng lão ngoại môn Đột nhiên bây giờ xông vào Chỉ vì báo một đệ tử nội môn Dường như không quá phù hợp rồi Ừ, mặc kệ đi Vẫn đi vào bên trong đó một chuyến Thiện Hiểu Thiên lần đầu tiên kiểm tra Khoảng cách đã là 499 mét Mạnh hơn rất nhiều đệ tử hạch tâm không biết là bao nhiêu lần Quan trọng là hiện tại tu vi của hắn mới chỉ là cổ thánh nhất trọng mà thôi. Tất cả trường lão đều ở chỗ này, khẳng định sẽ càng thêm coi trọng. Ta có lẽ sẽ được ban thưởng càng nhiều thì sao? Trần trừ một lát, lục vân trường lão nghiến rằng. Trường lão nhiều, vậy thì cũng được. Hắn báo chính là thiên tài chân chính, cũng đâu có phải là trả giá gì. Bởi vậy, có thể đạt được coi trọng càng lớn hơn, vậy tội gì không thử. Lại không dầu dĩ nữa, hắn vội vã bay về phía trường lão điện. Lục Vân trưởng lão đi trưởng lão điện, còn Trương Huyền nhìn đệ tử trước mặt, kìm nén không được, nghi ngờ trong lòng. Người... Người làm thế nào lại để kiếm ý đi ra được hơn 400 mét? Hắn đầy ngay cả một mét mà cũng chưa tới, nhưng mà học sinh của hắn nửa vời có thể làm ra được xa như vậy, thực sự lại nghĩ không ra. À, ta... Nghe lão sư hỏi thăm, thiện hiểu thiên rất xấu hổ. Ta chính là dùng kiếm pháp lão sư truyền thụ trực tiếp ném thanh kiếm đó ra bên ngoài ta lại cũng không nghĩ tới kiếm ý sẽ chạy xa như vậy ừ? người vứt kiếm đi chiêu kiếm ý này quả thực là không kém chờ một chút khóe miệng trương huyền co giật nhìn lại người vừa mới nói thời điểm người khảo hạch là có kiếm sao Hết chương. Chương 3696, 3697, Trường Huyền Tẩu Hỏa Nhập Ma. Đương nhiên là có kiếm rồi. Không có kiếm thì làm sao có thể thi triển ra được kiếm ý, tiến hành khảo hạch được. Tiếng nói chưa kết thúc, còn mắt Thiện Hiểu Thiên đột nhiên lại trợn tròn, miệng co quắp. Sau khi ta vào phòng, ném kiếm đi mất. Lão sư sẽ không phải là không có kiếm, liền khảo nghiệm chứ. Hắn bởi vì thi triển ra kiếm pháp bình thường, không cách nào có thể phát huy ra được kiếm ý mạnh mẽ, vậy cho nên đi vào phòng không lâu liền ném trường kiếm đi, bởi vì phía trước không có tường, kiếm cũng lại chẳng biết nó bay đi đâu, không cách nào có thể thu về được. Khi đó hắn không có suy nghĩ nhiều, lão sư đột nhiên hỏi như vậy, lại để cho hắn triệt để bối rối. Không có kiếm thì làm sao có thể thi triển ra kiếm ý được? cái này giống như là bắt con trâu được vắt sữa, sữa không có thì làm sao có thể vắt được. Nhưng dù như vậy, lão sư đồng dạng vẫn có thành tích, làm ra 2 phần 3 mét. Tương đương với bắt được con trâu đực, vắt ra gần nửa thùng sữa. Làm sao có thể làm ra? Thiện hiểu thiền thực sự là muốn điên rồi. <laughs> Thầy hắn xác nhận, Trương Huyền rất đau ngực. Mẹ nhà nói chứ, người khác đều là hố cha hố mẹ, người đây là hố lão sư à. Tại sao ta lại thu một tên đệ tử không có đáng tin cậy như ngươi? Khó trách làm sao mà cũng không thể nào vượt qua nổi một mét. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là người hố ta. À, được rồi, chuyện này không cần phải truyền ra bên ngoài. Ta muốn bế quan tu luyện. Biết nói chuyện tiếp, tôn nghiêm sư đạo của hắn chẳng còn sót lại chút gì. Trường Huyền khoát tay áo, không tiếp tục để ý đối phương nữa, xoay người trở về gian phòng của mình. Điều chỉnh một hồi, áp chế buồn bực trong lòng xuống, ngón tay điểm một cái thiên đạo chi thư lại xuất hiện trong lòng bàn tay lãng phí nguyên một quyển sách ngăn chặn lại được một đạo kiếm ý ngược lại muốn xem xem đến tôi cùng là chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng mở ra quyển sách lần nữa nhìn thấy đạo kiếm ý đó vẫn còn trườn bên trong nhẹ nhàng điểm ra một cái một cỗ lý giải kiếm đạo theo đầu ngón tay đi vào bên trong mi tâm trong tích tắc liền xâm nhập vào bên trong thức hải tựa hồ muốn căng nứt đầu của hắn đồng thời có một âm thanh giống như là hoàng trung đại lữ lập tức vang vọng trong ốc kiếm đạo kiếm chi đạo vậy không thuộc về thiên địa đại đạo mà là con người sáng lập ra một loại ngoại đạo âm thanh vang lên trương huyền nghe một hồi lập tức chìm đắm trong đó so sánh với kiếm đạo này trước đó hắn tu luyện thiên đạo kiếm pháp quả thực chính là một trò trẻ con tiểu vu gặp đại vu Tuy rằng không sai, nhưng hắn luyện nhiều nhất là thiên đạo ở danh sư đại lục, công nhận không sai. Ở trước mắt kiếm pháp này, trăm ngàn chỗ hở. Giống như là người học tiểu học, kiến thức rất chuẩn xác, nhưng mà tới với đại học, liền xác định chính xác được hay không? Đúng là chưa hẳn. Định luật Newton để cho người ta tín ngưỡng đến 300 năm, đồng dạng bị nghi ngờ, cuối cùng xuất hiện thuyết tương đối. Cổ đại, trời tròn đất vuông, người người lại cho rằng đó là chân lý. Nhưng mà sau đó chính là lý thuyết trái đất ở trung tâm vũ trụ, sau đó phát hiện ra mặt trời là trung tâm Đồng dạng rất buồn cười Kiến thức tiến bộ Thiên đạo cũng là như vậy Cái gọi là chân lý Trăm năm sau có lẽ chính là một chuyện cười Mấy trăm năm trước Tất cả mọi người cho rằng Không thể nào có đồ vật tốc độ vượt qua âm thanh Vậy thì bây giờ thế nào Thiên đạo của danh sư đại lục công nhận Kiếm pháp không một chút nào sai lầm Bên trong thượng thương cũng không phải là như vậy Đúng là khó trách Cho dù ta tu luyện bên trong thiên đạo công pháp cũng lại không cách nào có thể thích ứng với linh khí thượng thương. Nguyên lai, đối với thiên đạo thượng thương mà nói, ta tu luyện công pháp không có chính xác như vậy. Thậm chí, trăm ngàn chỗ hở. Nói như vậy, mỗi một thiên đạo đều có đúng sai thuộc về mình. Như vậy, đến cùng cái gì là thật, cái gì mới là giả. thân thể chấn động, trường huyền thực sự mê man. Mỗi một quốc gia có luật pháp riêng, ở quốc gia này có thể là phạm pháp, sẽ bị xử bắn nhưng mà ở quốc gia khác làm chuyện giống như vậy khả năng không những là chẳng có việc gì mà còn được khen ngợi giống như hút và buôn bán ma túy ở đa số các quốc gia ở trên thế giới là tội tử hình nhưng mà tới triều tiên và một số nước trồng thuốc viện lại được khuyến khích và ca ngợi chẳng lẽ thiên đạo cũng như vậy sao thiên đạo của danh sư đại lục cho rằng chính xác thiên đạo thượng thương chưa hẳn đã công nhận vậy chẳng lẽ ta tự tu luyện đều là sai trong đầu đau đớn Trường huyền không biết phải làm sao Từ hai năm trước bắt đầu tu luyện Một mực tin tưởng thiên đạo công pháp không thể nào nghi ngờ Nội tâm một mực tin tưởng rất vững chắc Chính xác đến vô cùng Bây giờ lại đột nhiên phát hiện Chỉ là thiên đạo ở danh sư đại lục cho rằng chính xác Cũng không phải là chân chính chính xác Thực sự để cho hắn lâm vào bên trong khủng hoảng Công pháp bên trong cơ thể vừa định vận chuyển Liền trở nên hoảng hốt Tựa như có thanh âm đang không ngừng nhắc nhở Cái này là sai Võ kỹ vừa định thi triển Đồng dạng có âm thanh lên Sai, sai, đều là sai Con mắt lập tức đỏ ao Ở trên đầu hắn hơi nước sôi trào Chân khí ở trong cơ thể không ngừng lay động Tựa như muốn nổ Bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu đựng không được Nếu như có người thấy cảnh này Tất nhiên sẽ rõ ràng tẩu hòa nhập ma Trường huyền một mực tu luyện thiên đạo công pháp Vậy mà đi tới thượng thương Không đến nửa tháng liền lâm vào bên trong cảnh giới tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nhìn bộ dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu đựng không được mà triệt để sụp đổ. Kèm theo ý niệm của hắn không hiểu, toàn bộ thiên đạo thư viện không ngừng đung đưa. Hình như trải qua động đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn đổ. Hắn nghi ngờ chân khí trong cơ thể, chẳng khác nào đang chất vấn thiên đạo thư viện, nghi ngờ tất cả kiến thức của trước kia. Thư viện chấn động, thân thể chịu đựng không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ngày thời điểm nội tức của hắn hỗn loạn, chân khí điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu đựng không được. Trên cổ mang theo một sợi dây chuyền đột nhiên tỏa ra ánh sáng quang mang ôn nhuận, bao phủ hắn bên trong. Bị ánh sáng này bao phủ, tâm cảnh hoảng loạn lập tức trầm ổn lại, còn mắt Trương Huyền chậm chậm khôi phục lại như lúc ban đầu. Thư viện lay động phảng phất như bị một loại lực lượng nào đó trấn an, triệt để ổn định lại. Ý thức thanh tỉnh, phảng phất như đạt ra một loại hiểu ra nào đó. Trước đó hắn lo nghĩ đã hình thành rõ ràng hơn. Thì ra là như vậy, cũng không phải là sai lầm mà là có vật tham chiếu trở nên càng thêm vĩ mô nhìn vấn đề toàn diện hơn một chút người mù sở voi mò tới bắp đùi nói voi là cây cột mò tới cây bụng nói nó là mặt tường mò tới cây đuôi nói nó là con rắn sai sao nhằm vào người đó mà nói là không sai nhưng đáp án chân chính thì là sai cái đó là dùng tầm mắt và kiến thức càng rộng hơn để đối đãi với một vấn đề so sánh thiên đạo của danh sư đại lục với định luật newton mà nói thiên đạo thường thường chính là thuyết tương đối thích hợp với phạm vi càng lớn hơn giải thích rõ ràng tại sao cơ học bên trong vĩ mô vũ trụ sinh ra nghịch lý lấy một thí dụ dựa theo định luật newton phân tích một đoàn tàu lửa lấy tốc độ 1 phần ba của tốc độ ánh sáng tiến lên người ngoài nhìn ánh đèn ở trên xe tốc độ ánh sáng nhất định sẽ tăng tốc gấp 3 gấp 4 lần trước đó mà thực sự đó là tốc độ ánh sáng cố định không hề thay đổi bất luận là tốc độ xe lại nhanh như thế nào kết quả khảo nghiệm cũng sẽ hoàn toàn tương đồng. Trước đó, quy luật chính xác vào lúc này đã không thể dùng, nhưng cẩn thận nói ra lại không hề sai lầm, chỉ là liên lụy đến thế giới hùng vĩ hơn cùng với kiến thức càng thâm ảo hơn thôi. Cũng giống như kiếm ý này. So với trước đó, hắn lĩnh ngộ ra cao minh hơn không biết là bao nhiêu, nhưng mà cũng không phải là như trước kia kiếm pháp của hắn có sai lầm, mà là kiếm ý này đang đứng ở chỗ cao hơn, nhìn sẽ rõ ràng hơn. Thì ra là như vậy sao? trong lòng hiểu ra đạo kiếm ý này cùng với cả người hắn triệt để dung hợp lý giải đối với kiếm đạo càng thêm cường đại trước đó cây gọi là tốc độ chân giải tấn công chân giải phòng ngự chân giải như nước chảy dung hợp bên trong đầu không phân lẫn nhau khó trách danh sư đại lục không người nào có thể học được rất nhiều chân giải dung hợp lại với nhau là bởi vì rất nhiều thuộc tính hoàn toàn khác biệt nguyên lai không phải là thiên tư mà là đứng ở bên trong độ cao quá thấp lý giải kiếm đạo tiến thêm một bước trương huyền giật mình trước đó bên trong danh sư đại lục phụ thần đã từng đặc biệt nói qua lính ngộ hai loại chân giải rất ít người ba loại hầu như không tồn tại chứ nói chi là có thể dung hợp lại trước đó hắn vẫn cho rằng làm không được bởi vì đó là thiên phú không có thư tịch nào đối ứng hiện tại xem ra bên trong danh sư đại lục quả thực không thể nào hoàn thành ra được cùng với thiên phú không hề có quan hệ gì mà là do độ cao chưa đủ Newton có thể phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn là bởi vì táo đập ở trên đầu sao? Không phải, là bởi vì hắn đứng ở trên bả vai của cự nhân, trước mặt hắn có vô số nhà khoa học, kiến thức đã tích tụ đến trình độ đó, chỉ thiếu có mỗi hắn đẩy đưa ra mà thôi. Lính ngộ ra rất nhiều chân dài bên trong người hoàn mỹ dung hợp, khí tất cả người mau chóng tăng lên, cũng giống như biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Bất luận là thân thể, chân khí hay linh hồn đều sẽ được rèn luyện rất lớn. Vậy tốt rồi, Lĩnh ngộ ra loại kiếm đạo này Ta có thể chân chính cùng cấp bậc vô địch Trước đó Thông thần điện không người nào có thể ngăn chặn Là bởi vì loại địa phương giống như tinh diệu thành quá mức xa xôi Đi vào bên trong lăng vân kiếm các Cảm nhận ra được ý cảnh ở sơn môn bây giờ mới hiểu ra được Thực lực cũng không hề mạnh như trong tưởng tượng Mà giờ khắc này triệt để dung hợp lại kiếm đạo chân giải Coi như thập lý kiếm thần thực sự xuất hiện Cùng cấp bậc chưa chắc đã có thể là đối thủ Kiếm ý cùng với hắn triệt để dung hợp bị hắn lĩnh ngộ thiền đạo chi thư giống như lại trở thành một làn khói mỏng thiêu đốt sau đó có một khắc biến mất tung tích không những không chịu thiệt mà còn kiếm lời sao cười một tiếng trương huyền mở mắt vừa rồi hắn lại cảm thấy thiền đạo chi thư rất là bị lãng phí buồn bực thực sự là muốn chết trần khí lĩnh ngộ ra đạo kiếm ý này tựa như thoáng một cái nhảy tới bả vai của cự nhân bây giờ hắn mới hiểu ra được không những không hề lãng phí, ngược lại kiếm lời lớn. Nếu như không, chỉ bằng vào hắn lĩnh ngộ ra cái loại kiếm ý cấp bậc này, 10 năm, trăm năm cũng chưa chắc đã có thể làm ra được. Nhược Hy, cảm ơn nàng. Cầm chặt dây chuyền trong lòng bàn tay, Trừng Huyền mỉm cười. Vừa rồi hắn tàu hòa nhập ma, ý thức hỗn loạn, thư viện xích một chút nữa thì chịu đựng không được. Thời khắc mấu chốt, dây chuyền của Lạc Nhược Hy đã bảo vệ hắn một mạng đối phương có thể đặt xuân thu đại điển bên trong thư viện chắc chắn đã có thể sớm đoán ra bản thân sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy hay không sớm làm ra dự đoán cúi đầu nhìn lại trong mặt dây chuyền đỏ tươi giống như huyết dịch vẫn sặc sỡ và loa mắt lại không biết tại sao cảm giác dường như so với trước đó ảm đạm hơn một chút nhược hy đến tột cùng nàng có thân phận gì Biết thư viện hơn nữa dự đoán đến loại tình huống đó Nhược Hy đến tụi cùng là ai? Không thể nào chậm trễ được Nhất định phải đi tìm được tông chủ Trường lão khiêu chiến Mau chóng tìm hiểu tin tức của linh thần cung Nghiên cứu phút chốc Mình lý trì nhãn và thư viện Đều không thể nào tra ra được mặt dây chuyền này Không có biện pháp nào Trường huyền kìm nén không được Sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài Tàu thành lập Ta đưa cho người nhiệm vụ đầu tiên Đi tìm hiểu một chút Làm sao đạt ra được thông thần ngọc phù của Lăng Vân Kiếm Các Thuận tiện lấy tới tay vài cái Trở lại sân trong Tìm tới thuộc hạ chủ động hiệu chung với mình Trương Huyền đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho hắn Hết chương trường. Chương trường 3698 3699 Khổng sư Phần thượng trường lão điện tất cả trường lão nội môn trở lên của kiếm các ngồi vây quanh bên trong gian phòng bầu không khí ngừng trọng kiếm thư đường thực sự vất vả trình lý tốt thư tịch cảm ứng ra được kiếm ý đồng thời xuất hiện động tác triều bái từ trên giá sách đổ sập xuống vì trưởng lão nói tổ sư khai phái lưu lại cửa kiếm triệt để sụp đổ dẫn tới sơn môn cũng lại chịu đựng không được lão giả về mặt mượt mà nói có rất nhiều đệ tử tới kiếm thần đường khảo nghiệm, kiếm ý bên trong cơ thể tất cả đã bị áp bức, họ cũng đã bị thương. Thêm một vị trưởng lão khác ôm quyền. Chắc hẳn trừ vị đối với chuyện vừa phát sinh, đều là có sự tìm hiểu nhất định rồi. Đợi mọi người báo xong chuyện phát sinh, hạ trưởng lão đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Mọi người gật đầu. Lăng Vân kiếm các chúng ta từ khi thành lập đến nay, tổ sư khai phái có thể lính ngộ ra thần chi kiếm ý còn lại hậu bối cực kỳ có thiên tư cùng với rất nhiều người chỉ có thể kiếm ý mười dặm mà thôi hiện tại có người lính ngộ ra kiếm ý của tiên tổ để cho cự kiếm đó không thể nào chịu đựng được tất cả kiếm như thần phục vậy thì chư vị ở đây có ai muốn nói gì không Hạ Trừng lão hỏi xuất hiện cái dạng thiên tài đó là một chuyện may mắn của lăng vân kiếm các chúng ta Năm đó, tổ sư khai phái đột nhiên lại xuất hiện, một trận chiến vang danh thiên hạ. Từ bên trong thần điện cướp đoạt nửa chữ, như vậy mới có kiếm thần đường, mới có danh xưng kiếm thần này. Có một vị trường lão đứng dậy, tràn đầy kích động. Mấy ngàn năm qua, hậu bối đều muốn khôi phục lại vinh quang, nhưng đáng tiếc một mực không có thể nào tạo ra được. Hiện tại bây giờ đã có người lĩnh ngộ ra kiếm ý của tiền bối, vậy chứng minh kiếm các của chúng ta lần nữa cuột khởi chỉ là về vấn đề thời gian. Không sai, sáu đại tông môn cho dù là có thể câu thông với trục tinh cung của thần linh, nhưng mà tông môn không dám dùng chữ thần, tuy chỉ là kiếm các chúng ta có kiếm thần đường mà thôi. Hiện tại đã có người đồng dạng lĩnh ngộ ra thần chi kiếm ý, chỉ cần hào hào bồi dưỡng, kiếm các của chúng ta vô cùng có khả năng trở thành kiếm thần các, sánh vai với thông thần điện rồi. Vì nửa chữ này, kiếm các của chúng ta vô số hậu bối, anh hùng phấn đấu, hao hết máu tươi, từ đầu đến cuối không thể nào thành công được. Hiện tại, chúng ta đã thấy sự hy vọng rồi. Có một vài vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, từng người một tràn đầy kích động. lĩnh ngộ ra thần trì kiếm ý mới có thể từ thần điện cướp đoạt nửa chữ còn lại, để cho tông môn chúng ta mang theo một chữ thần. Đây chính là vinh dự của cả kiếm các chúng ta. Hạ trưởng lão gật đầu, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Di khí đại lục chính là địa phương thần linh vứt bỏ, muốn thu hoạch được thần linh công nhận, chỉ có đúng một phương pháp, đó chính là thu hoạch ra được thần linh bàn chữ. Lăng Vân Kiếm Các là duy nhất bên trong 6 đại tông môn được ban chữ, nhưng chỉ bất quá, chỉ được nửa chữ, không có tư cách đặt bên trong tông môn, chỉ có thể đặt bên trong một cung điện kiểm tra bình thường. Hắn đứng ở trước sân môn hơn 30 năm, chẳng phân biệt được nóng lạnh, chính là vì trải nghiệm tiên tổ ý vị, nắm giữ loại kiếm ý thiên hạ vô địch đó. Nhưng đáng tiếc rằng Thủy Trung không bắt ra được trọng điểm hiện tại đã có người thành công được cho dù không phải là hắn đối với toàn bộ tông môn này mà nói cũng là một chuyện may mắn lớn nhất mau truyền lệnh xuống lập tức tỉ mỉ điều tra cỗ kiếm ý này đến tột cùng là do ai lĩnh ngộ ra tra ra được người này lập tức trình báo lại không được sai sót hạ trưởng lão nói mặt khác chuyện này thuộc về cơ mật tuyệt đối ai cũng không thể nào truyền ra bên ngoài được nếu như có sự tiết lộ coi như là phản bội tông môn gặp phải kiếm các trù sát. Mọi người biến sắc. Hạ trưởng lão nói xong gật đầu. Được rồi, tản đi đi. Lặng lẽ đi thăm dò là vị đệ tử nào. Ai điều tra ra trước, ta sẽ báo chuyện này cho tông chủ, để lão nhân ra tự mình ban thưởng cho các ngươi. Ồ, tông chủ tự mình ban thưởng sao? Con mắt mọi người đào ao. Tông chủ thực lực sâu không lường được, hắn đã tự mình ban thưởng, chỗ tốt lớn không cần phải nghĩ cũng biết. Thời điểm mọi người ở đây đang tràn đầy kích động, có một giọng nói vang lên. Hà trường lão, trường lão ngoại môn Lục Vân cầu kiến. Lục Vân sao? Hà trường lão nhíu mày. Lăng Vân Kiếm Các có rất nhiều trưởng lão, trưởng lão ngoại môn địa vị quá thấp, cơ bản không có tư cách gặp mặt. Có chuyện gì? Hắn nói là phát hiện ra một thiên tài kiếm đạo, chuyên môn tới bẩm báo, hỗ trợ xin giành ngạch đệ tử nội môn. Thành âm đó nói. Người nói sao? Phát hiện ra thiên tài kiếm đạo. Lồng Mày Hà trưởng lão dường lên. Mau lên, để hắn đi vào. Để mọi người tới họp, mục đích chính là muốn tìm kiếm cái vị siêu cấp thiên tài đó. Vị này đột nhiên lại xuất hiện, nói phát hiện ra được một vị, lập tức tràn đầy kích động. Rất nhanh, Lục Vân trưởng lão đi tới trước mặt. Người nói thiên tài kiếm đạo là người có ý gì? Hà trưởng lão nhìn qua. Chính là như thế này. Ta chịu trách nhiệm thu nhận đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử tạp dịch. Thời điểm đi ngang qua tinh diệu thành. Lục vân trưởng lão nói ra tất cả mọi chuyện một lần. Bảo quát thiên nhai quét qua tất cả mọi người cùng với thiện hiểu thiên nhẹ nhõm đánh bại hoác giang hà. Hơn nữa, để kiếm ý lan ra đến 499 mét. Đây chính là Ngọc Phù mà hắn tại kiếm thần đường lưu lại đây. Cái gì chứ? Mới cổ thánh nhất trọng, liền đã có thể kiếm ý, lan ra tiếp cận là một dặm sao? Hà trường lão chấn động. Không chỉ là hắn, tất cả trường lão trong đại sảnh, hai mắt trộn to, tràn đầy khó tin. Kiếm đạo ý cảnh, lĩnh ngộ cao thâm hay không liên quan đến thiên phú cùng với năng lực một người, nhưng mà không có thực lực siêu cường, khẳng định không cách nào có thể khóa kiếm ý bên trong người được một cổ thánh nhất trọng, lĩnh ngộ kiếm ý tiếp cận là một dặm. Lại còn cường đại hơn rất nhiều đệ tử hạch tâm, thực sự là đáng sợ mà. Không biết là có phải là hắn hay không nhỉ? Lão già về mặt mượt mà nhìn qua. Cổ thánh nhất trọng, 17 tuổi, hẳn là không cách nào có thể lĩnh ngộ ra thần chỉ kiếm ý. Coi như có thể lĩnh ngộ ra, cũng không thể nào chịu nổi lực lượng cường đại như vậy đâu. Nhưng không thể nào không thừa nhận hắn đúng là một thiên tài tuyệt đỉnh hạ trưởng lão gật đầu thần chi kiếm ý cái loại cảnh giới như hắn cũng lại chưa chắc có thể thừa nhận được mà đối phương một cổ thánh nhất trọng 17 tuổi làm sao có thể làm ra chắc là không phải rồi nếu như là thiên tài kiếm các chúng ta không thể nào bạc đái thiện hiểu thiên này lập tức trở thành đệ tử nội môn hơn nữa lấy đái ngộ đệ tử hạch tâm tới đối đái đợi hắn đến hư tiên cảnh lại có thể thông qua được khảo hạch, trực tiếp tấn thăng lên. Dừng lại một chút, Hà trưởng lão nói. Lục Vân trưởng lão vì tông môn, phát hiện ra được một vị nhân tài như vậy, không thể nào bỏ qua công lão. Ban tặng cho hắn một viên chân tiên đan. Ngô trưởng lão, Bạch trưởng lão hộ pháp cho hắn, trợ giúp hắn xung kích chân tiên cảnh đây. Thành công rồi, lập tức tấn cấp trưởng lão nội môn. Đa tạ Hà trưởng lão. Nghe xong ban thưởng lớn như vậy, Lục Vân Trừng lão nhịn không được nữa, lập tức quỳ rạp xuống đất. Chân tiên đan, đó là một trong mấy đan dược quý báu nhất bên trong tông môn, mỗi một viên đều vô cùng trân quý, không phải là dùng tiền đã có thể mua được đâu. Cường giả hư tiên cảnh đỉnh phong, dùng một viên có thể gia tăng được 20% cơ hội đột phá. Tù vi của hắn đã sớm đi đến điểm cuối, nếu như mà có thứ này phụ trợ, tỷ lệ đột phá tuyệt đối gia tăng rất lớn. Huống chi còn có thêm hai vị trưởng lão nữa hộ pháp cho hắn có thể nói rằng thực lực tăng vọt trở thành trường lão nội môn đã không có bất cứ sự khó khăn nào. Có công lao phải được thưởng, có tội tất phải phạt. Đây chính là quy củ của kiếm các chúng ta. Người đâu cần phải khách khí chứ. Đợi người trở thành trường lão nội môn, thiện hiểu thiên này vẫn như cũ sẽ do người liên hệ cùng với tiếp xúc. Nếu như có đặc thù gì, lập tức trình báo. Hà trường lão bàn giao. Lục vân trường lão tràn đầy hưng phấn lùi xuống. Thấy hắn rời đi Hạ trưởng lão lần nữa nhìn xung quanh Được rồi Vậy chư vị giải tán đi Ghi nhớ lời vừa rồi ta vừa nói Chỉ cần tìm ra được vị thiên tài đó Ban thưởng tuyệt đối Phong phú hơn rất nhiều so với lục trưởng lão kia Mọi người đồng loạt lui ra bên ngoài Đối với họ mà nói Dù rằng thiện hiểu thiên kia đúng là thiên tài Nhưng mà lăng vân kiếm các không thiếu nhất Chính là cái loại người đó trong đệ tử hạch tâm, vượt qua một dặm, hai dặm đều có khối người tuy hơi có chút khiếp sợ nhưng mà đâu có dẫn tới chú ý lớn mọi người đều đã rời đi rất nhanh gian phòng chỉ còn lại có hai trưởng lão cùng với lão giả khuôn mặt mượt mà người muốn đưa tin cho tông chủ không lão giả khuôn mặt mượt mà nhìn qua chuyện này quan hệ rất trọng đại nhất định phải báo lại nhanh chóng cho tông chủ hai trưởng lão gật đầu Hiện tại tông chủ đang cùng với tông chủ của những tông môn khác thảo luận sự tình thông thiên kiều trăm năm một lần. Bây giờ không phải là quấy giày hắn hay sao? Lão già khuôn mặt mượt mà có chút lo lắng. Chắc là không đâu. Loại sự tình này chúng ta không có chuyển qua. Những tông môn khác chẳng phải là cũng sẽ chuyển lại. Đợi người khác đuổi tới trước. Tông chủ không biết chắc chắn là phiền toái rồi. Hà Trần Lão gật đầu, không nói thêm một lời hắn lấy ra một ngọc bài đặc thù nhẹ nhàng điểm ra một cái con một đạo tin tức lập tức in ra Tựa hồ thiêu đốt biến mất trước mặt trên một ngọn núi không biết cao bao nhiêu mây trắng lượn lờ tiền hạc bay lượn dưới thương tùng có một vài bóng người ngồi ngay ngắn thành một vòng tròn dòng nước vang lên bốn phía mùi thơm vây quanh từ xa nhìn lại cứ như tiên cảnh ta lại cảm thấy dựa theo quy luật trước kia vậy là được không cần thiết chơi đùa lần nữa. Có một nữ tử dùng mạo mỹ lệ, nâng ly trà, thản nhiên nói. Quy luật trước kia rất là không tệ, cũng rất hợp lý, nhưng nhiều năm như vậy rồi chưa hề thành công. Nếu như tiếp tục sử dụng, ta sợ rằng sẽ dấm lên trên vết xe đổ. Có một lão già nói. Không dựa theo trước kia, vậy các người có biện pháp gì? Không ngại nói ta nghe một chút nữ tử lại cười nhạo một tiếng đỗ thanh diên trục tình cùng các ngươi đó là duy nhất trong sáu đại tông môn có thể câu thông với vị trí của thần điện các ngươi hẳn là phải hiểu rõ nhất mọi người tập hợp lại ở chỗ này thực ra chính là muốn nghe ý tứ của ngươi ngươi là không muốn nói hay là muốn ở lại chỗ này một đường ra mà cũng không cần nếu như ta tính toán không sai tuổi thọ của ngươi chắc là cũng sắp đi đến cực hạn rồi đối diện là một trung niên nhân nhíu mày chúng ta có thể câu thông với thần điện nhưng mà các người phải rõ ràng thần điện là dạng tồn tại như thế nào có thể câu thông không có nghĩa là tìm được mặt khác tuổi thọ của ta sắp đến cực hạn nhưng nếu như ngươi cho rằng trục tinh cung ta nhất định phải có biện pháp muốn bắt nạt một chút không có ngại ngươi với ta chiến đấu một hồi người nào thắng thì lại nói chuyện tiếp nữ tử đỗ thanh diên nhíu mày. Thôi được rồi, mọi người tập hợp ở chỗ này là muốn thảo luận sự tình, không phải là để cãi nhau. Lão già trước đó nói chuyện lắc đầu. Tần môn chủ, người nói ít đi một câu đi. Đỗ công chủ, người cũng biết rồi đó. Tần môn chủ nói chuyện từ trước tới nay luôn luôn như vậy, người không có nên tức giận lên. Chuyện này chúng ta thảo luận như thế này, khẳng định không có kết quả gì. Vừa rồi ta đã liên hệ với thông thần điện khổng điện chủ Không có gì bất ngờ xảy ra Rất nhanh hắn cũng sẽ đi tới Lời nói vẫn còn chưa dứt Có một trung niên nhân mặc trường bào Khuôn mặt nho nhã Bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rất thản nhiên Xem ra Vẫn là hàn huynh đây rất hiểu ta Hết trường Trường 3.700. 3700 3701 Khổng sứ Phần hạ Nhìn thấy vị trước mắt này Mọi người đồng loạt đứng dậy Tuy rằng bản họ thân là môn chủ sáu đại tông môn Nhưng mà so sánh với vị trước mắt này Vẫn kém cả một đoạn xa Sáu đại tông môn giống như sáu quốc gia to lớn Từng người khống chế cả một phương Nhưng mà thông thần điện trải rộng thiên hạ Nơi có người liền có thông thần điện Thông thần ngọc phủ Dù rằng không tranh một tấc đất nhưng mà trên thực tế nắm thiên hạ trong tay huống chi thực lực của người trước mắt này rốt cục mạnh mẽ tới mức nào không ai biết tu luyện giả bình thường đều phải có tuổi thọ hạn chế nhưng mà vị trước mắt này giống như thủy chung không hề thay đổi vài ngàn năm trước liền uy danh hiện hách thiên hạ không ai không biết hiện tại dung nhan như vậy mà không một chút nào thay đổi cho dù mấy người sớm đã là đứng ở bên trong đỉnh phong nhất của đại lục trong lòng vẫn mang theo tôn kính và kiên kỵ gặp qua khổng điện chủ mấy người ôm quyền đừng khách khí thông thần điện điện chủ mỉm cười sau đó ngồi xuống lần này phiền phức điện chủ tới đây chính là muốn thương thảo sự tình thông thiên kiều năm năm một lần chúng ta phải làm thế nào tiếp tục tuân thủ ước định trước kia hay là đánh vỡ quy luật lão già được xưng là hàn huynh mở miệng nói đúng như vậy đó điện chủ hơn bốn ngàn năm trước lẻ loi một mình thông qua thông thiên kiều đánh bại cường giả thần điện một mình đạt được một chữ sáng lập ra thông thần điện vậy cho nên cực kỳ thấu hiểu đối với thần điện người có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta không thể nào thích hợp hơn tần môn chủ nói ta đã từng tiến vào bên trong thần điện nhưng trong đó rất đáng sợ không phải là một hai lời có thể miêu tả ra thông thiên kiều năm trăm năm xuất hiện một lần nhiều năm như vậy đều không có chút nào thành công. Không nên cải biến một chút sao? Thông thần địa điện, điện chủ cười cười, vừa định tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy cổ tay Hàn Huynh khẽ đảo, có một ngọc phù xuất hiện trong lòng bàn tay. Cúi đầu liếc mắt nhìn, có mắt Hàn Huynh lại nhịn không được sáng rực. Thế nào vậy, Hàn Huynh? Tần môn chủ nhìn qua. À, là người trong tông môn của ta thông báo, nói rằng Kiếm các của chúng ta xuất hiện một vị thiên tài Lính ngộ ra tiên tổ lưu lại kiếm ý Hàn Huỳnh cười nói Kiếm ý của tiên tổ sao Vậy không lẽ là Thần chi kiếm ý Thông thần địa điện chủ sững sờ Đúng như vậy đó Hàn Huỳnh gật đầu Thần chi kiếm ý Nghe nói thần linh mới có thể lính ngộ ra cùng với thi triển Lính ngộ ra cái loại này Về sau nhất định là bất phàm Vậy không biết là vị môn nhân này của Huynh họ tên là gì? Mắt sáng lên, thông thần điện điện chủ cười cười nhìn qua. Cách này sao? Ta cũng lại không rõ ràng đâu. Thuộc hạ của ta chưa điều tra ra được. Chỉ là kiếm ý tiên tổ xuất hiện cộng hưởng thôi. Hàn Huynh gật đầu. Thông thần điện điện chủ cười cười, không tiếp tục truy vấn nữa. Đã xuất hiện một người tài giỏi như vậy. Thông thiên kiều có lẽ thực sự muốn thay đổi thoáng qua Bất quá nếu như đã thay đổi Còn cần hàn huynh Tìm vị thiên tài đó tới rồi nói Xác thực biết là ai Nắm giữ cái dạng năng lực như thế nào Và thực lực ra sao Mới có thể kế hoạch tốt hơn được Cũng đúng Mọi người đồng thời gật đầu Vậy thì được rồi Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Lần sau tụ họp lại Thông thần điện điện chủ nói Thảo luận xong xuôi, mọi người không nói thêm nhiều lời, họ đều rời đi cả. Hàn Huynh vừa bay ra, liền cảm thấy sau lưng có một tiếng gió rít gào. Thông thần điện điện chủ ngăn chặn phía trước. Không điện chủ. Hàn Huynh vội vã ôm quyền. Hàn Huynh, đừng có gấp gáp. Người có thể lĩnh ngộ ra thần chỉ kiếm ý. Về sau nhất định có ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu đối với thông thiên kiều. Mặc dù không biết bây giờ thực lực của hắn ra sao. Nhưng thân là trưởng bối. Đã biết được Dìu dắt thoáng qua Át không thể nào thiếu Đây chính là lệnh bài đại biểu cho thân phận của ta Nếu như tìm ra được người này Xin hãy ban lại cho hắn Có thể bên trong thông thần điện tùy ý mua sắm bảo vật tân cấp cho tu vi Không cần thiết phải dùng tiền Ngón tay điểm ra Có một ngọc phù xuất hiện ở phía trước Thông thần điện điện chủ mỉm cười Vậy xin đa tạ không điện chủ Ánh mắt Hàn huynh sáng rực Thông thần điện trải ra khắp thiên hạ, ngọc bài này có thể tùy ý mua sắm đồ vật tân cấp, cùng với tu vi không cần phải dùng tiền. Giá trị của nó rất lớn, không cho phép đánh giá. Có thể nói rằng, nắm giữ ngọc phù này chẳng khác nào nắm giữ của cải lớn nhất bên trong thiên hạ, tu luyện không cần phải lo. Ân tình thực sự là quá lớn. Đừng có khách khí, người chắc là cũng biết, ý nghĩa của thông thần điện tồn tại là gì? Chính là vì để tu luyện giả càng thêm cường đại hơn. Loại thiên tài đó xuất hiện, sẽ ra tay trợ giúp một chút thông thần điện chủ cười cười trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa khổng điện chủ đại nghĩa ta một mực lòng sinh khâm phục rồi nếu như không có chuyện gì nữa vậy trước hết xin cáo từ hàn huynh nói xong thân thể run lên sau đó biến mất tại chỗ nhìn thấy hắn rời đi hai tay thông thần điện điện chủ chắp sau lưng ánh mắt thiểm nước không biết đang nghĩ tới điều gì một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giống như đang cùng với người khác nói chuyện lại giống như tụi lẩm bẩm nhiều năm như vậy người rốt cục đã xuất hiện rồi hơn nữa loại bỏ không gian bích chướng đến được nơi này mau chóng một chút xuất hiện đây ta chờ người đã lâu rồi cảm xúc xong xuôi thông thần điện điện chủ biến mất không thấy gì nữa nếu như trương huyền có ở đây nhất định hắn có thể nhận ra Dùng mạo của vị điện chủ này cùng với khổng sư mà hắn đã từng thấy qua giống nhau y như đúc, không một chút nào khác biệt. Vậy không lẽ vài ngàn năm trước khổng sư đi tới Thượng Thương là một mực ở chỗ này sao? Đã như vậy tại sao không trở về Giang sư Đại Lục? Thậm chí ngay cả một chút ít tin tức mà cũng không có. Trường Lão Điện cùng người trên ngọn núi phát sinh tất cả, trường huyền đều không biết gì. Giờ phút này hắn đang nhìn tào thành lập. Phải cái tên này đi tìm hiểu tin tức, kết quả cái tên gia hỏa này như thế mà sưng mặt sưng mũi trở về. Nếu như không phải là trước đó ban cho một tia thiên đạo chân khí, khả năng đã chết toi rồi. Người chỉ là đi hỏi thăm tin tức, tại sao lại trở thành như vậy vậy? Trường Huyền Kim nén không được. Trước đó quản gia của hắn là Tôn Cường, chỉ cần ra ngoài làm việc, khẳng định vẫn có thể hoàn thành, tuy rằng có một chút đôi khi ưa thích trăng bức mà không quá đáng tìm cậy. Nhưng mà chỉ ít, đâu có ra ngoài chưa đến nửa canh giờ đã bị người ta tẩn cho thành như vậy rồi. Cái này... ta Tào Thanh Lập xấu hổ. Rất nhanh nghe rõ đối phương giải thích, Trương Huyền không còn gì để nói. Cái tên này xuất thân sơn tặc, đến chết không đổi tính. Tìm người hỏi thăm tin tức liền hỏi thăm, kết quả nhìn thấy một đệ tử tạp dịch rất xinh đẹp, liền tràn đầy phấn khởi đi qua đó đùa giỡn. Sau đó có thể tưởng tượng ra được không có bị đánh chết tươi ngay tại chỗ là tốt lắm cho ngươi rồi. Trên đầu chữ sắc là một cây đao, nơi này chính là lăng vân kiếm các, không phải là huyền giang thành của ngươi. Trường huyền im lặng, lá gan của cái tên gia hỏa này không khỏi, lại quá lớn rồi. Đệ tử tạp dịch của Lăng Vân Kiếm Các ít nhất cũng phải đạt tới Đại Thánh Tam Trọng. Cái loại thực lực như ngươi mà cũng dám đùa giỡn sao? Thực sự là không biết sống chết. Nếu như không phải là do người khác biết Hắn là người của thiện hiểu thiên Đoán chừng hiện tại đã có thể nhặt xác rồi Nhưng Thiếu ra Người cũng biết Ta Cái này đã nhẫn nhịn hơn 10 ngày rồi Tào Thành Lập hơi đỏ mặt Hắn lúc trước đi thanh lâu Có thể thoáng cái tìm đến 7 người Chứng minh hắn rất mạnh Sau khi trở thành sơn tặc Mỗi ngày không gái không vui Dù rằng tìm đều là một chút ít gái lầu xanh mà thôi Hoặc là cam tâm tình nguyện Vậy nhưng hắn đâu có nhàn rỗi cùng với thiếu gia đi tới chỗ này Trên đường là 10 ngày trời Hắn đã sớm kìm nén hung ác rồi Vốn cho rằng dựa vào bộ mặt của hắn Vẫn có thể dụ dỗ một người trở về Ai mà biết vừa mở mồm ra liền đã bị đánh Đau buồn không nói ra lời Thấy tên này rất hùng hồn Trường huyền che chán Thiện hiểu thiên nói rất đúng Lúc trước đúng là không nên thu cái tên này vào Mất mặt đã. Cầm mồm Để ngươi làm ra sự tình như thế nào rồi Ờ, cái này bẩm báo thiếu gia, ta đã nghe ngóng xong xuôi. Thông thần ngọc phù của Lăng Vân Kiếm Các, trong thị trường giao dịch của đệ tử nội môn đã có bán ra, mỗi cái giá cả đều là 20 kiếm các tệ. Thấy thiếu gia đang tức giận, Tào Thành Lập không dám nói nhiều, xấu hổ gãi đầu gãi tai. 20 kiếm các tệ sao? Trương Huyền cao mày. Thoạt nhìn số lượng là không lớn, nhưng mà giá trị mua sắm của kiếm các tệ, hắn lại không rõ ràng. Một tiên nguyên đan hạ phẩm Đại khái giá trị là bao nhiêu kiếm các tệ Trường huyền nhịn không được hỏi Cái này Ta Vẫn chưa đi hỏi thăm Tào thành lập xấu hổ cười Được rồi Vậy thị trường giao dịch ở chỗ nào Trường huyền tiếp tục hỏi Ờ Cái đó Ta cũng lại chưa có hỏi thăm Khóe miệng của Tào Thành Lập co quắp Vậy ngươi từ lúc đó đến bây giờ, hỏi tham gia được cái gì vậy? Sắc mặt Trương Huyền dần dần xanh lét. Uhm, cô nương vừa rồi đánh ta kia là thuộc hạ của một đệ tử nội môn tên là Lưu Lộ Kiệt. Người cao 1m70, ba vòng là 85, 74, 88, chân ít nhất là phải 1m, vừa mạnh là còn vừa trắng, quan trọng là còn có ngọc bích nữa. Thiếu gia, ta nói cho ngươi, ta duyệt nữ là vô số, đây là lần đầu tiên ta gặp qua cái đôi chân tốt nhất như vậy, không có cái thứ hai đâu. Còn mắt tạo thành lập sáng rực. Đủ rồi. Trường huyền suýt một chút nữa thì nổ tung. Đây là cái gì a À? Để hắn hỏi thăm chính sự một chút mà không làm, cái đồ chơi này ngược lại lại còn làm rõ ràng như vậy. Em gái nhà ngươi chứ. Ghi nhớ thân phận là tới để tu luyện, hầu hạ thiếu gia, không phải là đi tán gái, Hiện tại ra ngoài Tìm kiếm địa phương đệ tử nội môn giao dịch Tìm không thấy Ta sẽ thiến người luôn đó trương huyền hừ một tiếng còng ngón tay búng ra một cái Còn một đạo kiếm khí từ ngón tay hắn bay ra Không ngừng xé rách không khí Vâng vâng Cảm nhận được kiếm khí Mang theo lạnh lẽo thấu xương Không ngừng ở dưới hông hắn loạn chuyển Tạo thành lập sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt Vội vã kẹp chặt hai chân Tối ngày hôm nay Ngươi mà tìm không ra được thông tin gì, ta sẽ đi tìm một con ngựa được để cho nó cưỡng gian người đó. Trường Huyền tiếp tục dọa nạt. Hoa cúc của tao Thành lập siết chặt, mồ hôi lạnh cứ tứa ra như mưa. Chủ nhân của mình thoạt nhìn trông rất là nghiêm chỉnh, tại sao một khi đã quyết tâm rồi lại gai gắt như vậy? Cái gì mà ngựa được chứ? Nghĩ tới đêm hôm đó, cái con ngựa kia rõ ràng là biết võ công, biết bưng trà và rót nước, thực sự là muốn cưỡng gian hắn, khả năng thực sự đúng là chống lại không nổi. Tuyệt đối không thể Ta lập tức đi ngay Không dám tiếp tục nói nhảm Xoay người bỏ chạy thẳng ra ngoài Lần này đã có uy hiếp Thời gian không dài Hắn hỏi tham gia được tin tức rõ ràng Thiếu gia Nơi đệ tử nội môn giao dịch Ngay ở dưới chân ngọn núi này Giá cả của tiên nguyên đan hạ phẩm Ta cũng đã hỏi qua Đó là một viên đại khái Hai viên kiếm các tệ Tào Thành Lập nói một tiền nguyên đan, hai kiếm các tệ sao? Thông thần Ngọc Phù lại muốn hai mươi viên. Cái này, giá cả thực sự khác biệt quá lớn. Trương Huyền ngây ra. Tiền nguyên đan, tinh diệu thành thông thần điện, mười vạn thông thần tệ một viên. Thông thần Ngọc Phù là hai vạn. Đến nơi này, Ngọc Phù là hai mươi, tiền nguyên đan là mới có hai thôi. chênh lệch là gấp mất mười lần. Nói cách khác, tiền nguyên đan đồng dạng giá cả kém năm mươi lần. Là thật hay giả vậy? Ta cũng lại không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, giá cả đã hỏi thăm rồi, thì chính là như vậy đó. Tào Thành Lập vội vã giải thích, đồng thời kẹp chặt hai chân, sợ cái vị thiếu chủ này một lời không vui lại giúp hắn cắt luôn cái thứ đó. Mang ta đi tới nơi giao dịch của đệ tử nội môn đi. Ta muốn đích thân xem lại một chút. Biết ở chỗ này nói nhiều không có tác dụng, Trường Huyền đứng dậy, nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Hết trường chương 3702, 3703, bán nước tắm. Chợ giao dịch của đệ tử nội môn chính là đệ tử nội môn tự phát hình thành, có thể ở chỗ này bán ra cùng với mua sắm bảo vật cần thiết cho việc tu luyện, cực kỳ thuận tiện. Ở dưới tàu thành lập dẫn dắt, rất nhanh đã tới đó. Thoạt nhìn trông rất đơn sơ, chỉ là một cái tiểu viện không lớn ở dưới núi. Đưa ra lệnh bài, tiến vào bên trong, ngay sau đó nhìn thấy không ít quầy hàng bày ở trên mặt đất lẻ tà lẻ tẻ bày một ít vật tư trường kiếm công pháp bí tịch thiên tài địa bảo đàn dược sùng vật cái gì cần có đều có bất quá những thứ này đều không phải là của tông môn mà là do đệ tử nội môn khi mà thí luyện đạt được hoặc là đồ vật của gia tộc chúng ta nơi này chỉ lấy kiếm các tệ thôi không nhận tiên nguyên đan hỏi thăm mấy quầy hàng trương huyền đạt được câu trả lời giống nhau Đối phương bán ra những bảo bối đó mục đích chính là bởi vì đi vào bên trong kiếm thư đường, luyện kiếm đường, học tập kiếm thuật cao minh hơn, mà là muốn đi vào những địa phương như vậy chỉ có kiếm các tệ mới có được. Vậy không có kiếm các tệ phải làm thế nào? Trường Huyền buồn bực, vốn cho rằng Tào Thạch lập cống hiến mấy viên tiền nguyên đàn có thể coi như tiền bạc hối đoái, không nghĩ tới cái đồ chơi này người ta căn bản đâu có nhận. Lăng vân kiếm các, tu vi cũng lại không quá trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm pháp chỉ cần hai thứ này mạnh lên mà thôi, cung cấp nổi bật, tự nhiên sẽ đạt được tông môn dốc sức nâng đỡ, tài nguyên không thiếu. Nguyên nhân chính là như vậy, loại dược vật tăng lên cao tu vi giống như tiên nguyên đan, ở chỗ này ngược lại không quá trần quý. Thiếu ra, nếu như không, chúng ta đi cướp đi. Vừa rồi, ta say mấy người, thực lực đúng là không có mạnh như ngươi đâu. Chỉ cần nghĩ ra biện pháp lừa gạt bọn họ đến một góc, giết chết Cướp sạch, cái gì cũng có mà. Nhìn thấy thiếu gia đang rất ưu sầu, Tào Thành lập đi tới trước mặt, hạ giọng nói. Cướp cái gì? Cướp em gái nhà ngươi. Trường Huyền suýt một chút nữa thì tức đến ngất. Có thể sử dụng tư duy bình thường mà cân nhắc sự tình hay không? Nơi này chính là Lăng Vân kiếm các, môn quy không cho phép ngươi cướp đoạt, thực sự lại có can đảm động thủ. Đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Lại còn lừa gạt đến một xó sỉnh nào đó người lại còn cho rằng đệ tử nội môn đều là những thằng ngốc sao? Có thể trở thành đệ tử của Lăng Vân Kiếm Các, cái nào mà không có chút thủ đoạn. Đi cướp người khác, không bị người ta đoạt là đã không tệ rồi. Nếu như không, thế này đi. Vừa rồi, ta nhìn thấy một đệ tử nội môn khá là xinh đẹp bán đồ vật. Ta sẽ đi thi triển Mỹ Nam Kế. Tào Thành Lập nói lời thề son sắt. Trường huyền che chán, thực sự hận không thể nào một chân mà đạp chết cái tên già hỏa kia. Người đi thi triển đi Đừng có mà bị đánh chết Vậy là được Không thèm để ý tới hắn nữa Dọc theo quầy hàng Trương Huyền đi thẳng về đằng trước Hỏi thăm thêm mấy nhà Thông thần Ngọc Phù ở chỗ này Giá cả giống như đối phương nói Đại khái là 20 kiếm các tệ Tiền nguyên đàn quả thực là hai kiếm các tệ hai cái trình lệch chọn vậy là gấp 10 lần Nói cái khác Coi như có thể đổi lấy đồ vật Tiền nguyên đàn trong tay hắn Cũng không đủ mà mua sắm một cái thông thần Ngọc Phù Lấy thông thần Ngọc Phù làm tiêu chuẩn mà nói Tại sao giá cả của tiên nguyên đan lại tranh lệch lớn như vậy? Kim nén không được, hắn hỏi một vị đệ tử nội môn đang bán ra vật tư. Người ấy nói là thông thần ngọc phù của địa phương nhỏ sao? Cái loại thông thần ngọc phù này ngầm thừa nhận thực lực, chính là đại thánh nhất trọng, giá cả rất là thấp. Mà đệ tử bên trong kiếm các bán ra thừa nhận là cổ thánh nhất trọng, giá cả tự nhiên là cao hơn gấp mấy chục lần rồi tới hạch tâm đệ tử hạch tâm sử dụng thông thần ngọc phù ngầm thừa nhận tu vi là hư tiên cảnh giá cả chắc là cao hơn vị đệ tử nội môn này lắc đầu giải thích cho hắn trường huyền giật mình một mực nghi ngờ không nghĩ tới đáp án lại đơn giản như vậy hắn lấy giá cả thông thần ngọc phù làm tiêu chuẩn cần nhắc giá cả của tiên nguyên đan lại không biết thông thần ngọc phù nơi này là khác biệt với ngoại giới tài khoản là đồng dạng một cái là vương giả một cái là thanh đồng giá cả có thể giống nhau sao hỏi thăm một hồi quen thuộc một ít trường huyền nhịn không được hỏi vậy ta muốn mua sắm một thông thần ngọc phù không biết là có phương pháp gì đó để kiếm thêm kiếm các tệ mạnh hơn phương pháp thành công sao ta cũng đang tìm đây có thể tìm được thì ta lại chẳng ở chỗ này mà bán hàng nữa để từ nội môn kia lại chừng con mắt trường huyền xấu hổ Thế mà còn tưởng rằng sẽ giống như là một ít thường hội, trả lời vấn đề liền đã có thể kiếm tiền. Hiện tại xem ra, đúng là quá cả nghĩ. Hiện tại, chỉ có 7 viên tiên nguyên đan, một chữ vật giới chỉ. Giờ vào thứ này, kiếm lấy 20 kiếm các tệ, đoán chừng là làm không được rồi. Thực sự không được, liền giống như những người khác, bày quầy bán hàng, nhưng mà trên người hắn đâu có bảo vật gì á. Chữ vật giới chỉ, ở huyền Giang Thành thuộc về, từ nguyên khan hiếm nhưng mà ở chỗ này hầu như mỗi một vị đệ tử nội môn đều có tới vài cái bây giờ không có thậm chí có thể ở tông môn đi thuê cần bản làm gì có thị trường còn tiên nguyên đan hết thầy là bảy viên toàn bộ bán ra cũng lại mua không nổi thông thần ngọc phù ấy phải rồi nước tắm của hồ lô nó có hiệu quả trị liệu thương thế nếu như có thể bán được thứ này chắc là giá trị không nhỏ rồi Dầu dĩ một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt Trương Huyền sáng rực. Đi tới thượng thương hết thầy là chừng 10 ngày, chưa hề đi ra bên ngoài, cũng hầu như không có người nào chiến đấu qua. Nghèo rớt mùng tơi, muốn nói có đồ vật gì, lần trước nấu hồ lô lưu lại nước tắm, bây giờ còn lại mấy bình. Thứ này dùng để chữa thương cực kỳ kỳ diệu, thậm chí so với một ít đan dược cũng có tác dụng nhiều hơn. Nếu như bây giờ có thể bán, làm không cẩn thận, vẫn có thể mua được thông thần ngọc phù thì sao? Được, như vậy đi. Nghĩ đến điều này, hắn không do dự nữa, từ bên trong giới chỉ chữ vật lấy ra vải vóc, tạm thời dựng ra một cái quầy hàng, lấy bình ngọc đựng nước tắm hồ lô ra bên ngoài, bày ở bên trên. Dừng lại một chút, lại lấy ra một tấm vải, viết ra bốn chữ lớn, thần dược chữa thương, sau đó ngồi xuống. Ê, thần dược chữa thương? Huynh đệ, người thực sự là không có sợ chết sao? Cái chữ thần này không phải là tùy tiện có thể dùng được đâu. Nếu như không, một khi bị thần linh phát hiện ra, Người sẽ bị xóa bỏ ngay tại chỗ đó. Đệ tử nội môn bên cạnh nhìn thấy hắn làm ra cái bảng hiệu như vậy lại nhịn không được lắc đầu. Không thể nào tùy ý sử dụng. Kiếm cát còn có cả kiếm thần đường mà. Trương huyền nhìn qua. Ây da, cái chữ thần ở kiếm thần đường đó là năm đó tổ sư khai phái ra kiếm cát từ thần điện dựa vào thực lực mà đoạt tới. Bởi vì chỉ là nửa chữ thôi, vậy cho nên chỉ có thể mệnh danh là một phân đường, không thể nào ở chung một tông môn được. Trên đại lục, chỉ có thông thần điện mới là có tư cách. Nghe nói vị điện chủ đó là một người đơn thương độc mã xông vào bên trong thần điện, đối mặt với thần linh, cứng rắn mà cướp lại. Vị đệ tử nội môn kia giải thích. Một chữ, mà còn cần phải đoạt sao? Trương Huyền cảm thấy rất kỳ lạ. Hỏi thăm một hồi, bây giờ hắn mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Thượng thường trong mắt của hắn, mệnh danh di khí đại lục, nghe nói là bị thần linh vứt bỏ. Bởi vậy, bất luận là sáu đại tông môn hay là những người thường đều không có tư cách sử dụng chữ thần. Muốn sử dụng chỉ có đúng một phương pháp, đó chính là nghĩ biện pháp đi vào bên trong thần điện, từ trong tay của thần linh cứ như vậy mà đoạt lại chữ. Mấy ngàn năm qua, sáu đại tông môn thêm vào thông thần điện cũng chỉ có lăng vân kiếm các, từng kiếm được nửa chữ. Thông thần điện chiếm cứ được một chữ, nhưng mà tông môn khác cho dù là cũng rất mạnh nhưng chưa hề thành công qua. Đoạt chữ mà khó như vậy, thần điện mạnh mẽ có thể tưởng tượng ra. Xem ra cái chữ thần này quả thực không phải là dùng linh tinh được. Hai cái chữ thần dược đổi thành tiên dược lại ở phía dưới viết ra một vòng. Đủ những loại phương thế, thuốc đến bệnh trừ. Ngày lúc này, mấy lần nữa chờ đợi khách hàng. Tiếp cận một canh giờ rồi, chẳng có ít người qua đây xem qua. Nhưng mở nắp bình lại lắc đầu rồi đi mất. Thuốc chữa thương của người ta là linh khí bức người, hắn giống như là nước phổ thông, vẫn có thể có người mua, đó mới là kỳ quái. Trời dần dần đổ tối, thời điểm Trương huyện cảm giác bán hàng quả nhiên chẳng có tiền đồ, có một nữ hài đi tới. Khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, dùng mạo trông cũng mỹ lệ, mặc dù kém với đám người triệu nhã nhưng mà cũng xem như mỹ nữ trong trăm có một. Nàng hơi cau mày, tự hồ vì sự tình gì đó mà lo lắng. Thuốc chữa thương của người thực sự có hiệu quả. Chuyển vài vòng đi tới trước mặt trương huyền, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Ừ, đương nhiên. trương huyền gật đầu. Bất cứ thương thế nào cũng có thể chữa được. Chỉ không được, ta trả tiền. Một thân nhân của ta bị tiên thú gây thương tích, dùng không ít dược vật rồi, nhưng chữa thương đúng là vô dụng. Vậy người cái này bán giá thế nào? nữ hài dừng lại một chút rồi nói. Thực ra thì nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không biết phải bao nhiêu đan dược vô dụng nữa. Nhìn thấy vị này rồi, vậy mà viết ra tiên dược chữa thương. Hơn nữa, thuốc đến bệnh trừ, ôm tâm lý may mắn đi tới tìm hiểu. Dù sao chỉ là thử một chút, không được vậy thì thôi. Một bình, hai mươi kiếm các tệ. Trương Huyệt nói. Hai mươi kiếm các tệ? Tại sao người không đi ăn cướp luôn? Nữ hài kia giật mình, đan dược chữa thường phổ thông cho dù có là hư tiên cảnh cũng không cao hơn 10 kiếm các tệ. Một cái bình thế này cứ trông như là nước sạch. Thế mà ngươi hết giá quá hắc đi. À, tiền nào thì của nấy thôi. Đều là đệ tử nội môn. Ta dám ra giá tiền này khẳng định phải có hiệu quả trị liệu đặc thù. Nếu như không, không phải là bị giết chết rồi sao? Trường Huyền nhắc nhắc mí mắt. Ngươi có thể lựa chọn không mua. Nhưng giá tiền này không thay đổi. Nói xong, con mắt đóng lại. Một bộ có thích mua hay không? Không mua thì biến. Tuy chưa làm qua buôn bán, nhưng mà nhìn qua vô số thư tịch, hắn biết sáu lộ của thương nhân. Đuổi theo vội vàng mua, đối phương chưa hẳn là đã muốn, thậm chí còn có thể nửa tin nửa ngờ, cho rằng có phải là người gạt người không. Bắt được giá đỡ, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, ngược lại càng khiến cho người ta tin hơn. Huống chi, thứ này của hắn vốn đâu phải là giả. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dạng của hắn, nữ hài ngừng lại, nếu như không có dược vật trị liệu thích hợp, người thân của nàng có thể sẽ tử vong. Bằng không thì cũng lại chẳng có gấp gáp chạy đến địa phương đệ tử nội môn giao dịch mua thuốc. Nhưng lấy nhãn lực của nàng, thực sự lại nhìn không ra bình nước này có công hiệu gì. Vậy được, ta sẽ mua. Nếu như không có công hiệu, ta sẽ lại tới tìm ngươi, để cho ngươi biết kết quả khi lừa gạt ta là gì. Trần trừ trong phút chốc, nữ hài cầm lấy một bình, rồi nói. Ngươi yên tâm đi, không có công hiệu không cần ngươi nói chuyện ta cũng sẽ phá hủy cái sạp hàng của mình trương huyền thản nhiên nói dù sao bán mỗi cái bình này thôi có thông thần ngọc phù rồi ta còn thiếu tiền sao lại nói đùa công khai thi đấu cày tiền hắn tuyệt đối chính là chuyên nghiệp vậy thì được nữ hài thở ra một hơi cầm lấy cái bình ngọc lấy ra một túi tiền tiện tay ném tới đếm đi hai mươi kiếm các tệ Nói xong, thân thể mềm mại nàng chuyển một cái, trực tiếp rời đi. Mở túi ra, phát hiện ra bên trong quả nhiên có 20 kim tệ, ánh mắt Trương Huyền sáng rực. Thế mà còn tưởng rằng cần phải chờ lâu hơn một tí, không nghĩ tới, tiền tới tay dễ dàng như vậy. Đứng dậy, đang muốn thu quán, tìm địa phương mua ngọc phù, chỉ thấy đệ tử nội môn bên cạnh, mặt mày đồng tình nhìn qua. Mau chóng mà cút đi, nghĩ ra biện pháp rời khỏi kiếm các. Nếu như không, ta sợ rất nhanh người sẽ bị đánh thành cái thịt vụn đó. Hết trường Hết tập 410, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đồ thư quán trên kênh MCNA trên audio Tiên Hiệp.